Chào các bạn nha. Hôm nay mình làm video chia sẻ đến các bạn là luân phiên thuốc phun ngừa bọ chỉ nha các bạn. Mình phải luôn luân phiên thuốc bệnh hay thuốc sâu. Mình cũng phải luôn luân phiên thuốc để đạt hiệu quả tối đa của thuốc nha các bạn. Nếu các bạn sử dụng hoài một lần thuốc thì nó sẽ bị kháng thuốc, sâu gầy kháng thuốc thì nó sẽ không chết nha các bạn. Các bạn xem tình trạng bông của mình nha các bạn, để mình sử dụng thuốc đó nha các bạn. Bông xoài Đài Loan các bạn ơi, mình ăn trái rồi ra bông lại cũng rất là mạnh luôn các bạn. Đây các bạn thấy bông xoài rất là đẹp luôn các bạn, vàng sáng rất là đẹp luôn. Hột lên thì bóng hột rất là đẹp luôn các bạn. Đây là mình đã phòng ngừa hiệu quả là sạch bọ chỉ nha các bạn, sạch bọ chỉ và phun rửa xương muối đó các bạn, phun thuốc rửa xương muối đó là hiệu quả nha các bạn. Mình đã chia sẻ với các bạn đó. Các bạn thấy hột rất là mạnh luôn, mà hột bóng nữa, phun rất là đẹp. Bông xoài rất là đẹp luôn. Cũng có hột rất là đẹp nha các bạn, sáng hột. Ra rất là mạnh luôn các bạn ơi. Tại vì xài này mình làm chứ nó cũng phụ thuộc vào thời tiết rất là nhiều nha các bạn. Các bạn thấy thời tiết thuận xài ra bông rất là mạnh luôn. Hột cũng khá là ok. Mình nói về xài mùa chứ mình chăm sóc cho nó trái nó đẹp, nó không bị da cây da cám thì mình bán nó cũng được lắm nha các bạn. Bọ chỉ thôi các bạn, nếu bọ chỉ sạch thì xài mình đẹp các bạn, thì mình bán giá mười mấy ngàn thì nhưng mà cái chi phí mình đầu tư thuốc đó các bạn ít đó, thì mình bán giá mười mấy ngàn cũng tính ra là lợi nhuận cũng khá cao nha các bạn. Mình khuyên các bạn nha, đừng có nủ mà bỏ nha các bạn nên chăm sóc đi. Tại vì tháng này tháng nắng, mình chi phí mình đầu tư thuốc men rồi các bạn rất là ít, nên mình tính ra lợi nhuận khá là cao nha các bạn. Giá nó rẻ thiệt nhưng mà chi phí mình bỏ ra không có cao, nên mình lợi nhuận mình đem lại cũng khá cao nha các bạn. Rồi mình bắt đầu vào khoa thuốc thôi các bạn ơi. Các bạn theo chân mình đi pha thuốc nha. Mình hướng dẫn các bạn liều lượng sử dụng nha các bạn. Đầu pha thuốc thôi các bạn ơi. Tháng này tiết tháng này không mưa các bạn ơi, mình cũng dùng những dòng thuốc rẻ tiền nữa các bạn ơi. Nhưng mà mình quan trọng cái là bọ chỉ nha các bạn, mình phải luôn luân phiên thuốc để phun bọ chỉ hiệu quả nha các bạn. Hôm nay mình luân phiên hằng Asen các bạn ơi. Asen mình phối hợp với em Thái, tiếp tục phối hợp với em Thái mà mình có thay đổi hằng Asen thôi. Là nó Thái mình hôm nay mình thay đổi Asen các bạn ơi. Phun Asen kết hợp với em Thái. Muối khá là nhiều. Rồi hút bệnh thì chuyến rồi mình sử dụng áp bên cạc, hôm nay mình đổi bằng ethan các bạn ơi. Ethan thì mình sử dụng với liều lượng là 200g cho phi 200 lít nước và
rồi 200g đi thanh nha các bạn. Thời tiết không có mưa mình cũng không có sử dụng dòng thuốc đắt tiền lắm các bạn ơi, nhà nhà tiền cho nó đỡ chi phí các bạn ơi. Rồi arsen, arsen thì gói 100g mình phun phó trộn nha các bạn. Arsen này thì phòng ngừa bọ chỉ, mình phó trộn với hai em thái arsen gói 100g phun cho pha cho ông Phi 200 lít nước nha các bạn. Rồi phải trộn với em Thái nè. Em Thái 40cc. Tại vì mình có trộn hai loại thuốc nên mình liều lượng nó đúng nha các bạn, không cao quá cao nha các bạn. Đúng liều luôn. À, em Thái đúng liều là 40cc. Mình có trộn với arsen các bạn, arsen thì gói 100g cho dùng cho Phi 200 lít nước. Tiếp theo thì DKM49 các bạn ơi, hàng này thì nó dùng để rửa xương muối nha các bạn. Rửa xương muối để chống chống khô bông, đen bông và nám trứng cá nha các bạn. Nếu các bạn không quan tâm tới xương muối là xương muối nó làm khô bông, đen bông chúng ta và trứng cá chúng ta bị nám nha các bạn. Có trái cũng bị nám luôn, bị đốm đen các bạn, bị trứng cút đó. Nên mình cũng quan tâm tới vấn đề xương muối và bọ chỉ. Quan trọng là bọ chỉ chúng ta cũng phải luôn luân phiên thuốc nha các bạn. Nếu chúng ta không luân phiên thuốc là bọ chỉ nó kháng thuốc là nó cũng sau này mình cũng khó diệt nó nha các bạn. Nên mình khuyên các bạn là sử dụng thuốc là chúng ta phải luôn luân phiên thuốc. Thuốc bệnh hay thuốc sâu gì cũng vậy, chúng ta phải luôn luôn liên thuốc để tránh tình trạng là sâu gầy và bệnh kháng thuốc nha các bạn. Rồi mình xin nhắc lại nha các bạn, thuốc mình hôm nay sử dụng là mình thay đổi thằng là nó thái thành arsen nha các bạn. Hôm nay thì mình sử dụng arsen 100g và em Thái 40cc là mình phối trộn hai dòng thuốc này để phòng trừ bọ chỉ nha các bạn. Rồi tiếp theo là DKM49 các bạn dùng để rửa xương muối bông xài nha các bạn. Giúp bông chúng ta vàng sáng, không bị đen và đốm đen trái nha các bạn. Đốm đen trứng cá luôn đó các bạn. Rồi tiếp theo thì mình thuốc bệnh rồi. Hôm nay mình sử dụng đi thanh các bạn ơi. 200g cho một Phi 200 lít nước nha các bạn. Rồi các bạn thấy video mình hữu ích với các bạn đừng tiếc like, chia sẻ và đăng ký để mình có động lực làm những video hay và hữu ích xin gửi đến các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.